công đến với phần trình diễn drone nghệ thuật cùng tạo hình những hình ảnh vô cùng đặc sắc trên bầu trời của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình tượng chiếc ghe bầu của người Việt. Và chúng tôi cũng xin được tiếp tục cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cơ quan báo chí truyền thông, các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân và đặc biệt là hàng ngàn du khách khán giả trên khắp cả nước đã có mặt tại cảng Sài Gòn nhiệt tình tham gia và tạo nên không khí tưng bừng trong lễ hội đêm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị. Xin được cảm ơn đơn vị đồng hành chiến lược Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Bank. Và xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TP Bank, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist Group. Đây là hình ảnh chuyến tàu Lotus de Levy. Đây là chuyến tàu đã gắn với hình ảnh hành trình của Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và khởi hành tại cảng Sài Gòn. Chúng tôi xin được cảm ơn công ty cổ phần cảng Sài Gòn. Xin cảm ơn đơn vị bảo trợ thông tin siêu ứng dụng giải trí Vion, TikTok Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Uni Media Việt Nam, công ty quản lý nghệ sĩ toàn diện The First Management, công ty cổ phần quảng cáo Shochiki thuộc SGK Group đã cùng với ban tổ chức góp sức tạo nên một chương trình vô cùng ý nghĩa và thành công vang dội đêm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ekip thực hiện và các nghệ sĩ tham gia chương trình, đơn vị thực hiện New Day Media. Và tiếp tục hãy cùng đến với hình ảnh của chuyến tàu sông Hương nối liền hai miền Nam Bắc của đất nước Việt Nam. Xin được cảm ơn ekip thực hiện và các nghệ sĩ cùng tham gia chương trình, đơn vị thực hiện New Day Media, kịch bản và tổng đạo diễn Lê Hải Yến, chủ nhiệm chương trình Phạm Khánh Bằng, đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Đức Trí, tổng biên tập, tổng biên đạo Tấn Lộc, Lê Bình, nhà thơ Phi Thùy Linh, thiết kế sân khấu và kỹ thuật Hoàng Quốc Nghị, thiết kế mỹ thuật Phương Mai, nhà thiết kế Phúc Trang, nhà thiết kế Viết Hùng, đạo cụ sân khấu nghệ nhân Văn Tòng. Và tiếp tục hãy cùng đến với hình ảnh chuyến tàu vận tải, những chuyến tàu vận tải đưa hàng hóa và thương hiệu Việt Nam đến với thế giới. Xin được cảm ơn đạo cụ sân khấu nghệ nhân Văn Tòng, đạo diễn âm thanh Hữu Bính, quản lý nội dung Phạm Quốc Hưng, quản lý sân khấu Lê Kha, quản lý hình ảnh Thanh Long, quản lý truyền thông Quỳnh Thu, trợ lý đạo diễn Mạnh Hoàng Ngọc An. Và chúng tôi tiếp tục cảm ơn sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Linh, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Nu Phước Thịnh, nhóm MTV, diễn viên Hồ Giang Bảo Sơn, diễn viên Trung Anh, diễn viên Thanh Đạt, diễn viên Phi... Và hình ảnh biểu tượng quốc kỳ Việt Nam! Tôi yêu Việt Nam! Và tất cả những người dân thành phố Hồ Chí Minh, tất cả quý vị du khách khi cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh, cùng với một lòng yêu mến đất nước con người Việt Nam!
đó là Sun World và Nam Á Bank đã đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, và giờ đây chúng tôi xin được kính chúc quý vị đại biểu, nhân dân và toàn thể khán giả truyền hình, du khách trong và ngoài nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công và đại đoàn kết. Và đến đây thì Vĩnh Phú và Thúy Hằng